bản chất xuất phát từ lòng tham. Lòng tham nó mới trỗi lên để nó quyết định ý thức là trên bộ não. Trên bộ não nó mới phân tích rồi nó mới quyết định cái hành vi để cho con người thực hiện hành vi đó. Để làm thực hiện một số hoạt động để chống lại người ta thì hành động đó gọi là liều. Đúng không? Ở đây á, một cái vụ án mà tôi thấy đúng rõ ràng như ông Lê Tính ông nói rất là chính xác. Có một cái sự tương quan lực lượng nó không đồng đều. Hầu như các drama đi, có thể là ủng hộ bên này, ủng hộ bên kia. Nhưng mà tỷ lệ có thể là 50-50. Nhưng cũng có tỷ lệ là 6-4 hoặc tỷ lệ 7-3 hoặc cùng lắm là 8-2 chẳng hạn đi. Nhưng ít ra là sẽ có những cái người họ nhận thức được và họ đứng lên họ phản biện được. Nhưng trong cái drama này nè, tôi thấy hầu như là không có bất kỳ một cái kênh YouTube nào mà đứng ra phản biện được, mà chỉ phản biện ở cái góc độ là quay clip thôi, quay clip ủng hộ rồi đăng lên thôi. Thì một cái sự tò mò ủng hộ bằng cách là quay clip, chứ không có bất kỳ một cái phản biện mà dựa đến cái cơ sở pháp luật nào cả. Thì như vậy không được xem là ủng hộ. Rồi còn có những kênh YouTube mà không muốn lộ diện, không lộ diện, mà không lộ diện thì lại phân tích theo cái kiểu ông trời đất hỡi, thì phân tích cho nó có cái để nói thôi, thật ra có ý nghĩa gì đâu, đúng không quý vị? Thì coi như là tỷ lệ hầu như là không có kênh nào để mà ủng hộ được, bởi vì họ không có cơ sở nào để ủng hộ, sao phân tích được. Ví dụ bây giờ đi phân tích về cái điều kiện khởi kiện đi, không có. Di chúc đâu, không có. Hàng từ ghế thứ mấy chứng minh đi, không có luôn. Rồi nói rằng là cái giấy khai sinh là giả, cơ sở nào giấy khai sinh là giả, không có luôn. Rồi cơ sở nào nói rằng là văn bản của Ủy ban Nhân dân xác nhận là trong sổ bộ là giả, không có luôn. Rồi cơ sở nào nói rằng là cái bộ hồ sơ kê khai thừa kế rồi đi làm đăng bộ sang tên là giả, là không đúng, là sai, không có luôn. Chứ không có gì hết rồi sao mà đi phân tích cho người ta được, đúng không? Không lẽ tối ngày nằm mơ hoài mà đi phân tích nằm mơ hoài đâu phân tích được đâu. Đấy, cho nên đó chính là cái lý do mà vì sao đó ông Lê Tính ông ấy có một bài viết là liều á, rất là hay. Nhưng bản thân tôi á thì tôi không nghĩ là liều đâu, mà là tham. Cái tham đó. Có nhiều người tham nhưng mà họ chưa hẳn chưa hẳn họ đã liều. Có những người tham thì họ trong lòng họ là tham, họ muốn, họ tham nhưng mà chưa chắc họ đã làm, đúng không? Thì cái liều này đúng rồi đó, liều là họ đã có hành động làm luôn rồi, thì cái bản chất của họ là tham thôi. Bản thân mình biết cái vụ này, con nuôi được hưởng thừa kế mà mình cũng vẫn cứ tranh chấp, cái đó là mình liều là đúng rồi đó, liều là đúng rồi. Nhưng mà cái liều đó nó xuất phát từ cái tham, tham nhiều quá. Có những người họ tham nhưng mà cái tham của họ vừa phải, họ không quyết định cái hành động liều của họ. Có những người tham chứ, nhưng mà họ tham trong mức độ giới hạn, họ không đi ăn trộm, họ không đi ăn cắp, thì cái tham đó được kiểm soát. Còn có những người tham đó mà họ lại thực hiện hành vi ăn trộm, ăn cắp, hoặc thực hiện hành vi là đi khởi kiện, thì cái đó là liều, đúng không? À, có bạn Huy Hoàng nè, bạn phát biểu cũng hay nè, đừng có đuổi gia đình cô mình ra thì còn chút lương tâm. Rồi bây giờ cái nhà bạn đang ở đó, rồi giờ mấy ông chú với bà cô của các bạn về nhà bạn ở chung, bạn chịu không? Mình nói người ta phải nghĩ lại nè. Mình nói á là đừng có đuổi gia đình của cô mình ra thì còn chút lương tâm. Vậy bây giờ cái nhà của ba má bạn đang ở nè, hoặc nhà bạn nè, bạn đang ở với vợ con đúng không, hay là ở chung với ba má đó. Rồi bây giờ á là cái mấy ông cậu bà gì á, hay là mấy ông chú á quýnh bài thua sạch thành xanh luôn, bay hết căn nhà luôn, xong rồi dọn hết về nhà bạn ở, bạn chịu không? Bạn nói chỉ chịu cái đi, thì từ mai tôi qua tôi nói Hồng Loan, cho Hồng Loan nó mời về để ở, chịu không? Nói chung là mình phát biểu làm sao mà cho mình phát biểu như thế nào mà để mình đứng trong trường hợp đó đó, mình làm được vậy thì mình phát biểu nó sai. Còn mình phát biểu mà bản thân mình không làm được thì mình phát biểu như vậy là nó không đúng. Mình thấy cái chuyện của người khác á, mình thấy bức xúc mình nói, nhưng mà mình mới nói làm sao á mà mình bản thân, chính bản thân mình mà làm được á thì mình hãy không phát biểu. Chứ bây giờ mà mình nói mình làm không được thì chuyện đó mình nói cũng không có giá trị, đúng không? Có chị nói làm má thiên hạ, làm mẹ thiên nhiên hả, thì khi phát biểu phản biện nè,
ai biểu vô nhà người ta ăn hiếp trẻ mồ côi kiểu như là Hồng Loan, là Hồng Loan con nuôi hả, là chị Quy Hồng Loan là trẻ mồ côi đúng không? Đúng rồi, ăn hiếp trẻ mồ côi là người ta đuổi khỏi nhà, đúng rồi. Hồng Loan nó có bị một cái chứng bệnh, tại quý vị không biết thôi, bản thân Hồng Loan á, nó có cái chứng bệnh là nhạy cảm, cho nên á ai mà làm gì mà nó mà cảm thấy mà nó không vui á, nó buồn á, là nó đuổi. Hồng Loan nó có bệnh kỳ cục vậy đó, cái khí hải mà nó buồn cái là đuổi, nó buồn cái là đuổi, nó không vui là đuổi. À, chị Trương Thanh Thúy có hỏi là luật sư ơi, ở quán bún bò mà để hình nghệ sĩ Vũ Linh vậy có được không? Xin thưa chú quý vị, chỉ có người được quyền sở hữu sử dụng hình ảnh, khai thác hình ảnh của nghệ sĩ Vũ Linh mới được phép sử dụng nó. Cho nên những người nào không phải là người được phép khai thác, sở hữu, sử dụng mà sử dụng là vi phạm pháp luật. Hồng Loan có quyền khởi kiện yêu cầu trả tiền tác quyền, trả tiền sử dụng hình ảnh nha quý vị. Cái này là nói rõ nha. Hồng Loan là người thừa hưởng hợp pháp, Hồng Loan có quyền khởi kiện yêu cầu trả tiền cái việc sử dụng hình ảnh không xin phép. Đâu quý vị ha. Quý vị thấy một số các nghệ sĩ đó, khi mà người ta đặt một cái bài hát do ông nhạc sĩ viết riêng cho mình, người ta không cho phép phổ biến bài hát đó, thì chỉ riêng một mình cái nghệ sĩ đó mới được hát thôi. Thì người ta hát xong rồi người ta thu âm, rồi người ta đăng lên Facebook, đăng YouTube để người ta phát triển cái clip đó, người ta mới thu tiền. Hoặc là người ta ra CD, ra album để người ta bán, thì người ta mới kinh doanh trên cái phần CD và cái album đó. Còn quý vị mà là một ca sĩ mà quý vị sử dụng bài hát đó để quý vị hát, để biểu diễn, để thu tiền, thì quý vị là vi phạm pháp luật. Ở đây cũng vậy, bài hát hay là một cái hình ảnh mà không xin phép cái người đang quản lý sử dụng, khai thác nó, là quý vị vi phạm pháp luật. Cái người đó có thể khởi kiện mình để yêu cầu bồi thường. Chào quý vị. À, có bạn hỏi là tài sản 100 tỷ đóng án phí nhiêu, khoảng tầm mấy á? Nếu tài sản 100 tỷ đó, đóng án phí đâu đó khoảng tầm mấy chục triệu. Luật sư của Hồng Loan báo tin cực vui, thêm bằng chứng chống lại mẹ con Phượng Trùi, phía Hồng Loan nắm chắc 99% tỷ lệ thắng. Hồng Loan, Ni và luật sư đã lên Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận 2 lần để làm việc. Có nhiều việc liên quan đến vụ án tranh chấp về thừa kế, sắp tới tòa sẽ giải quyết. Nếu phải diễn ra một phiên tòa công khai, luật sư cũng mong chờ tới ngày đó sớm để được xem phán quyết công minh của tòa án. Một vụ án hy hữu và không chỉ riêng luật sư hay Loan hay Ni, mà rất nhiều người chờ đợi trên mọi miền đất nước. Cũng từ hôm nay, xin cho luật sư dùng tư cách là luật sư bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho Võ Thị Hồng Loan để gửi đến quý anh chị, những người thật lòng yêu thương cô Hồng Loan, những lời chia sẻ chân thành như sau. Chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cộng đồng mạng đã yêu thương bảo vệ Hồng Loan. Từ khi bắt đầu câu chuyện gia đình cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, cộng đồng mạng, mọi người đã dành tình yêu thương vô điều kiện cho Loan, đơn giản xuất phát từ sự yêu mến cố nghệ sĩ và sau đó là sự cảm thông, thương cảm và tội nghiệp cho cô con gái của cố nghệ sĩ, hơn hết là do mọi người bất bình trước những điều mắt thấy tai nghe mà trái đạo lý thông thường. Xuất phát từ tình cảm thương mến, tội nghiệp, mọi người đã theo dõi, ủng hộ Loan, chia sẻ cho nhau, có người lên tiếng bảo vệ, mọi người cùng nhau yêu thương Loan và cầu mong mọi chuyện liên quan sớm được giải quyết để lấy lại công bằng. Tuy nhiên mấy ngày vừa qua, nhiều thông tin bảo có một số anh chị em yêu mến lên tiếng Hồng Loan đã bị công kích, bị tấn công từ trên mạng đến đời thường. Vì vậy, một lần nữa xin tri ân sự giúp đỡ, lên tiếng bảo vệ Hồng Loan, bảo vệ lẽ phải của các cơ chú anh chị trong thời gian qua. Nhưng sự lên tiếng của quý anh chị làm ảnh hưởng đến cá nhân gia đình của quý anh chị, thì mong anh chị dừng lại để bảo vệ mình và gia đình yêu thương của mình. Về diễn biến pháp lý, cũng thời gian gần đây, nhiều người nóng ruột với những diễn biến diễn ra xung quanh Loan. Có thể lo lắng cho Loan, cũng có thể có lý do khác, nhưng việc mọi người liên tục nhắn hỏi sao lâu quá chưa thấy thông tin, không biết các luật sư đang thực hiện các công việc pháp lý thế nào. Cộng đồng mạng liên tục đặt câu hỏi, chất vấn, có khi có người trách móc lên án người này người kia, làm cho người trong cuộc vô tình bị áp lực, không thể chia sẻ hết thông tin thỏa mãn sự mong đợi của mọi người. Luật sư mong rằng, vì mọi người đều xuất phát từ tình yêu thương đối với Loan, thì xin hãy yên tâm để chúng tôi làm việc đúng vai trò luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Hồng Loan. Chúng tôi phải cam kết bảo đảm bí mật công việc liên quan đến thân chủ cho đến khi vụ án được giải quyết xong. Khi có kết quả, chúng tôi nhất định chia sẻ những thông tin thỏa lòng cộng đồng mạng đã yêu thương và mong mỏi cho Hồng Loan. Qua đây, luật sư và Loan Ni
Chỉ mong mọi người nếu giữ tình yêu thương cho Loan thì đừng quan tâm tới những kẻ tấn công Loan, hãy mặc kệ, họ muốn truyền thông cứ để họ làm. Không phải họ lấy bùn trét lên mặt người khác là mặt người ta bẩn, mà thực chất mặt người ta chưa bẩn thì tay họ đã bẩn. Xin hãy bình tĩnh trước những chiêu trò của họ, cộng đồng mạng không dễ dàng bị dẫn dắt. Nếu ai đó muốn người khác tin và thương thì hãy minh bạch giữa nói và làm. Chúng ta hãy chỉ phản biện những điều cần phản biện, chỉ chia sẻ những câu chuyện hay, đẹp, thì ký ức về cố nghệ sĩ Vũ Linh và con gái, các cháu ngoại mà ông yêu thương. Cần lắm mà quý cô chú anh chị cung cấp càng nhiều những thông tin phản hồi tích cực. Tình yêu thương là thứ tình cảm rất đỗi thiêng liêng, xuất phát từ tâm thành ý.